Xin chào các anh thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Hôm nay thì em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu sản phẩm mới, một mẫu mới cập bến đến Ambe Shop, đó là mẫu có mã hàng EZA10014. Các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là 10014. Cái mã nó hơi dài một chút nên là các anh nhớ dùm em nhé. Khi mà đặt hàng thì các anh cũng lưu ý dùm em là phải nhớ chính xác mã sản phẩm thì em giao hàng đến nơi mới đúng ý của mình được nhé, mới đúng cái mẫu mình mong muốn. Đây là cái sản phẩm bật lửa kho của hãng Lubinsky, hãng mới cải tiến về cái logo, nó nhìn nó nghệ thuật hơn và phong cách hơn rất là nhiều, rất là đẳng cấp. Đây là một thương hiệu rất là nhiều cái phụ kiện cho xì gà đẹp cũng như là phong cách. Đây là một mẫu khò mới nhất của hãng. Đây, thiết kế bằng vỏ kim loại và nhựa, có nhìn thấy dung lượng ga luôn. Cái này anh có thể chủ động cho mỗi chuyến đi xa. Ở đây thì có một cái núm vặn ở bên dưới như thế này. Có luôn cổng bơm ga, hết bình ga, hết ga thì các anh có thể dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi nhất, rất là đơn giản luôn. Các anh nào mà không biết bơm thì có thể xem clip hướng dẫn bơm ga cho bật lửa ở trên kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp. Ở đây cũng là đồng thời là cái núm điều chỉnh ga to nhỏ luôn, mình thích lửa to thì mình chỉnh sang dấu cộng, còn mình thích lửa nhỏ mình chuyển sang dấu trừ. Đấy, logo của Lubinsky được khắc chìm ở đây, cái gam màu đồng rất là sang trọng. Ngoài cái gam màu này thì em còn rất là nhiều màu sắc khác, thì các anh có thể truy cập website ambe.vn để xem màu sắc nhé. Cái thiết kế rất là hay đúng không ạ, rất là độc luôn. Ở cái phần trên này thì được làm bằng nhựa đó, lửa ngọn lửa hai tia rất là mạnh, các anh có thể nghe thấy tiếng xì xì. Ở đây thì lửa xanh rất là sạch nên là có thể là ở trong clip này các anh không quan sát được cái ngọn lửa. Đấy, đánh lửa bằng IC, mở nắp một lần thôi nhé các anh nhé, ấn một phát là nó tự ra lửa rồi, không cần phải thao tác mở nắp nữa. Đấy, rất là đơn giản luôn. Cái này cực kỳ phù hợp với lại anh nào hút xì gà. Cái ngọn lửa xanh như thế này nó cũng không ảnh hưởng đến mùi vị của xì gà, bởi vì nó không để lại cái mùi của ga cũng như là không để lại muội, rồi ngọn lửa màu xanh rất là tốt. Các anh nào mà kết cái sản phẩm này có thể comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn xem một số màu sắc khác, đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì các anh có thể gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.